Thưa sư, một số nơi ăn chay được phép ăn trứng gà, vịt công nghiệp. Một số nơi ăn chay cấm ăn trứng. Vậy thế nào mới đúng? Ăn chay thế nào là đúng pháp Đức Phật dạy? Chết rồi, quý vị hỏi sư cái câu này. Quý vị có sẵn sàng để nghe hay không? Thứ nhất á, là chúng ta phải nói là nếu như mà cái người đó, cái người mà hỏi câu này đó có mặt ở đây thì sư sẽ hỏi ngược lại một vài vấn đề để cho vị này hiểu rõ vấn đề của họ hơn. Thứ nhất á, là quý vị nghĩ như tại sao mà quý vị ăn chay? Và cái vấn đề mà quý vị nói là được ăn trứng hay không ăn trứng, tức là quý vị đang băn khoăn cái chuyện là mình có sát sanh hay không sát sanh. Đúng không? Muốn biết có sát sanh hay không sát sanh, thay vì cái chuyện mà ăn uống, giải quyết cái chuyện ăn uống như thế này, quý vị nên học đó là gì? Năm điều kiện của cái giới không sát sanh. Mà khi chúng ta hội đủ năm điều kiện này, chúng ta sẽ phạm đức giới. Mặc dù cái vấn đề này sư đã nói đi nói lại rồi, nhưng mà có khi thì cái họ không có rảnh đi để mà nghe, rồi mình lại hỏi và mất thời gian của nhau. Rồi à, làm ơn nhớ giùm năm điều kiện của giới không sát sanh. Một, chúng sanh có sự sống. Hai, biết chúng sanh có sự sống. Ba, có ý muốn giết. Bốn, cố ý giết tự mình hoặc gợi ý. Năm, chúng sanh chết do sự cố ý đó. Làm ơn nhớ giùm sư năm cái điều kiện này. Do đó đó, chúng ta phải nhớ ha, khi nào hội tụ đủ cả năm cái điều kiện này thì chúng ta đức giới, tức là chúng ta phạm sát sanh. Do đó đó, có nhiều nơi họ nói là ăn cái trứng mà nó trứng công nghiệp, tức là cái trứng nó không có nở được, cái trứng không có trống á, thì nó mất đi cái chi phần này, tức là nó không phải là chúng sanh có sự sống. Thì những cái khác là mình không quan tâm nữa, thấy chưa? Còn cái chuyện là còn lại là chỉ do thói quen ăn uống thôi. Đó, rồi có người muốn ăn, có người không muốn ăn, có người thích ăn, có người không thích ăn, thì đó là do vấn đề cá nhân ha, do vấn đề cá nhân. Còn nếu như quý vị muốn giữ cái giới không sát sanh thì làm ơn nhớ giùm năm chi phần này, nhớ nhớ giùm năm chi phần này. Còn sư nói bây giờ sư nói cái cách ăn đúng pháp của Đức Phật đi, sư không nói chuyện ăn chay hay ăn mặn. Tôi nói cách ăn đúng pháp của Đức Phật. Quý vị nghe, thấy Phật nói có lý thì làm theo. Còn thấy Phật nói không có lý thì thôi cứ ăn theo cách của quý vị. Đầu tiên á, Đức Phật nói thế nào là thực phẩm thanh tịnh? Thực phẩm thanh tịnh là thực phẩm mà chúng ta có được bằng cách không phải, nó gọi là chúng ta có được không phải bằng việc chúng ta làm các cái điều ác. Tức là cái thực phẩm đó chúng ta không kiếm được, chúng ta không có được bằng cách sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thì đó là thực phẩm có nguồn gốc thanh tịnh. Ví dụ như một người đi ra ngoài, họ trộm một cái bó rau. Đương nhiên họ nghĩ là bó rau thì thí dụ như bó rau ở trong vườn rau, hoặc là một cái trái cây ở trong cái vườn trái cây, thì họ nghĩ là cái giá trị không lớn. Và họ đem nó về họ ăn.
thì cái thực phẩm đó dù chỉ là rau và trái cây thì đó vẫn là thực phẩm không thanh tịnh. Cái thứ hai, Đức Phật nói thực phẩm thế nào là thực phẩm thanh tịnh, là thực phẩm chúng ta ăn trong khi ăn họ ăn bằng không phải bằng cái tâm bất thiện, tức là chúng ta không ăn bằng cái tâm sân, không ăn bằng tâm tham, không ăn bằng tâm si, mà chúng ta ăn trong cái sự tu tập, cái sự nhận thức. Ví dụ như chúng ta ăn trong tâm từ, trong tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, chúng ta ăn trong khi chúng ta đang niệm tưởng ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Chúng ta ăn trong khi chúng ta đang quán tưởng thực phẩm. Đấy, chúng ta ăn trong khi chúng ta đang nghĩ về cái giới hạnh. Thì khi đó là chúng ta đang ăn thực phẩm thanh tịnh. Còn chúng ta ăn ấy mà ăn bằng cái tâm bất thiện, tức là ăn bằng tâm tham, tâm sân, tâm si, ví dụ như mình ăn mà mình thấy là mình ăn ăn chay, còn mấy người này về đặt rồi bài ba cái món mặn rồi thì thế này thế kia, thì khi đó chúng ta đang ăn bằng tâm bất mãn, cái tâm khó chịu, đó là tâm bất thiện. Hoặc chúng ta ăn chúng ta nghĩ hôm nay mình ăn chay, trời ơi mình tu tập mình có nhiều công đức đó, còn mấy người kia họ không biết ăn chay, coi như là mình giỏi hơn họ. Khi đó chúng ta đang ăn bằng cái tâm ngã mạn, đó là tâm bất thiện. Thì khi đó thực phẩm chúng ta đang ăn là thực phẩm không thanh tịnh. Quý vị nghe thì quý vị nghĩ coi là cái lời đề nghị của Đức Phật như vậy có hợp lý hay không hợp lý. Cái thứ ba, Đức Phật nói thực phẩm thanh tịnh khi mà chúng ta, cái mục đích chúng ta ăn ấy là dùng để tu tập, để loại trừ những cái ô nhiễm trong nội tâm, thì đó là thực phẩm thanh tịnh. Còn cái thực phẩm mà chúng ta ăn nhằm mục đích để hưởng thụ các dục lạc, nhằm mục đích để nuôi dưỡng bản ngã, nhằm mục đích để tăng trưởng hận thù, nhằm mục đích để làm các điều bất thiện như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì khi đó đồ ăn, cái thực phẩm ăn của chúng ta nó là loại thực phẩm ô nhiễm không thanh tịnh, mà Đức Phật dùng cái từ hôi thối. Đấy, có lần ấy sư ngồi trên xe, một chiếc xe ôm, và cái anh xe ôm này anh thấy là đây là một ông sư, thì ảnh kể chuyện rất là một cách rất là tự hào. Anh nói là tôi ăn chay, thưa thầy, là tôi ăn chay là được 10 năm rồi, ăn chay là lâu lắm rồi. Sư mới hỏi chú ăn chay để làm chi. Ấy nói ăn chay thì để bớt sân, bớt nóng, rồi ăn chay đi tu. Sư mới hỏi nhỏ, vậy chú ăn chay 10 năm rồi, chú có bớt sân được miếng nào không? Có lẽ là do trả lời của ông sư cho nên là anh không dám nói dối, nói không không giảm được miếng nào hết trơn. Tại cái cách nói chuyện của ảnh là sư thấy là sân một đống rồi. Do đó đi, cái mục đích ban đầu của cái người ăn, dù chúng ta lựa chọn một cái món ăn nào, có lẽ cái mục đích ban đầu đó là cái thiện chí của người đó, cái thiện chí. Nhưng mà về lâu về dài đó, chúng ta ăn như một cái thói quen, và thậm chí là chúng ta ăn như là một cái cách nuôi dưỡng bản ngã, tức là mình ăn cái này được, người khác không ăn được, là mình ngon hơn người khác, mình giỏi hơn người khác. Từ đó cái chuyện ăn uống ấy, nó đi lệch và nó không có dính dáng gì tới chuyện tu hành nữa hết. Đấy. Đấy. Cho nên cái chuyện mà ăn uống như thế nào đấy để cho thực phẩm thanh tịnh thì sư đã nói với quý vị rồi. Đừng khiến cho cái chuyện ăn nó trở thành một cái thói quen, và chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta ăn thôi, chứ không dính dáng gì đến chuyện tu hết. Và cũng đừng biến cái chuyện chúng ta ăn uống để nó nuôi dưỡng cái bản ngã,
thì đó là những cái không nên đó. Còn quý vị có sở thích ăn uống như thế nào đó thì đó là quyền lựa chọn của mỗi người. Có người thích ăn thịt, có người thích ăn rau củ, bản thân việc ăn đó chưa phải là tu, mà ăn như thế nào đó để loại thực phẩm của chúng ta ăn nó được thanh tịnh, đó mới là điều trọng tâm mà Đức Phật nhắc tới.